Không, nằm nó luôn đi đâu, coi chuyện của tôi đâu, trời nó xỉu luôn rồi, trời kệ đi, trời đất ơi. Trời ơi, là trời. Tèo. Ồ, ghê với vậy ta. Hôm nay là nguyên cái Hero Team một mình á, là thuê nguyên hẳn một cái căn biệt thự này để đi chơi luôn. Wow, trời ơi, sang dễ sợ chưa mấy má ơi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình, và mình Karen đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với Mini World. Và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và một nút subscribe. Và đừng quên lắp vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình nha. Và cũng đừng quên theo dõi cho những thành viên của Hero Team cái bên phải và bên trái màn hình, đó chính là Facebook cá nhân và Instagram của mình. Thì các bạn cũng đừng quên theo dõi hai trang mạng xã hội này của mình nha. Ngày hôm nay thì Hero Team bọn mình á là có một cái cuộc offline đi chơi các bạn ơi. Và mọi người đã gọi là thuê hẳn một cái căn biệt thự như thế này để gọi là chơi hết mình cho cái buổi offline ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày mà gọi là sẽ tụ tập đủ những thành viên của Hero Team, cho nên là mình đang gọi là nhân cơ hội này để gọi là quay một cái video gì đó thật là đặc biệt trong ngày hôm nay. Thì như những cái video trước á, các bạn đã bình luận ở bên dưới rất là nhiều, là kêu anh ơi, anh hãy gọi là thử lòng Hero Team bằng cách dễ chết đi. Trời ơi là trời, kế hoạch đi á, nói thiệt với các bạn là quá là hay luôn á. Nếu mà bạn nào mà có cái kế hoạch nào mà để mình join Hero Team á thì đừng quên để lại bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ á, là hiện tại là Simmy đang ở trong nhà một mình nè các bạn ơi. Tại vì Simmy là kiểu con gái á, cho nên là bây giờ tới đây trước để chuẩn bị đồ ăn thức uống gì đó, để một tí nữa là những thành viên của Hero Team tới đây. Và sau đó mọi người sẽ có cái chỗ ăn, chỗ uống, chỗ ngủ gì đó. Bây giờ mình sẽ gọi là giả bộ vô và sau đó gọi là chào hỏi cái thứ, sau đó một tí nữa mình sẽ gọi là giả chết để cho Simmy coi. Hi hi. Vô thôi. Ok. Ủa, bà Chim hình như là bà đang ở nhà bếp hay sao á? Chanh ngát luôn hả? Đó hả? Thì cái bây giờ người ta tới, người ta hù xíu thôi mà cũng làm căng dữ vậy. Sao vậy? Bây giờ Sim đang chuẩn bị gì vậy? Mình giật mình mà. Trời ơi, tôi đang làm bánh cái món ăn nè. Đại thấy không? Ngon. Trời ơi, làm sẵn bánh đồ các thứ luôn nha. Một tí nữa là mọi người có Hero Team tới rồi đó, cho nên là nhanh đi. Thôi để cây phụ cho. Nhưng mà giờ là làm gì đây? Hợp lý đó. Giờ cái cái ngồi đi làm như mẹ mấy chút mới làm hai cái bánh à, đang kiểu kiếm thêm nước mà không biết nước ở đâu nè. Trời ơi, biết rồi. Ok, bây giờ mình nghĩ là tới lúc mình đã dở trò được rồi các bạn ơi. Oh, còn món cá nướng với là bistec nè, ngon á. Ok, bistec nè. Ủa, Sim ơi. Tại sao vậy? Sim có lấy giùm cây một ly nước được không? Tự nhiên cái hồi nãy tại là sao vậy? Cây không biết nữa, chắc là do hồi nãy giờ ở ngoài trời nắng quá hay sao á, giờ cây bị trúng gió rồi nè. Cho nên là đang hơi bị nhức đầu nè, cho nên là xin lấy giùm cây ly nước với. Ok, chắc là ca chóng mặt thôi đúng không? Để xin đi lấy ly nước cho ca nha. Nước ở đâu ta? Chóng nước ngoài. Ok các bạn ơi, trời. Bây giờ mình sẽ gọi là bắt đầu gọi là diễn một pha cực kỳ lố luôn nha. Không có nước, cây ơi, có sữa mật ong à, thôi cây tạo sữa ong vậy. Tim ơi, cây chóng mặt quá. Cây ơi, cây. What? Cây ơi, cái sao vậy? What? Sao xỉu rồi? Chết rồi, ở ngoài nắng đó hả? Chết rồi, giờ sao ta cây ơi, có sao không nhỏ? Để xin nhiều cây vô nè. Bây giờ mình nên đi gọi cấp cứu nha. Đợi xíu nha. Ê, đừng có gọi cấp cứu mà nói, trời ơi, đừng có gọi cấp cứu, trời ạ. Ủa gì vậy? Giỡn xíu. Ồ, giỡn hả? Không muốn giỡn không? Giỡn. Hình như là thành viên tiếp theo của Hero Team tới rồi kìa các bạn ơi. Chị Kamusama. Chị Kamu tới hả chị Kamu? Chị tới nè. Chị Kamu tới hả? Thôi chắc giờ chị vô nhà đi. Rồi em đứng đây em đợi mấy thành viên khác tới luôn. Ủa, sao em kiểu sao nghe giọng mệt mỏi các thứ vậy, lại còn ho nữa, xùi nữa, trời có sao không vậy? Có, em không sao đâu chị, em chỉ gọi là bị cảm nắng, bị gọi là nắng quá cho nên là em hơi mệt chứ em sao đâu. À,
Sao ơi, tưởng cái gì chứ, cả nắng rồi, có gì vấn đề gì đâu, đi nghe nhá. Em còn sốt nữa chị ơi. Còn sốt nữa hả? Dạ, em còn sốt rồi, em còn bị cảm rồi, em còn bị đủ thứ bệnh đó chị ơi. Và dạy, có cái sốt mấy cảm nắng với cả linh tinh mấy bệnh nhẹ không mà uống vài viên thuốc là hết mà. Tôi đi đây, bye bye. Thôi mình biết cuộc sống mình giờ khó khăn, bệnh ba cái bệnh này ai quan tâm mình nữa. Rồi chị coi bôi cứ vô trong đi, em đứng ngoài đây cũng được. Sao thấy nó khổ ấy, khổ ấy nhỉ? Ê, cái gì đấy? Cái cây, chị nó sốt rồi mà cây. Cây, cái gì đâu, xin về phòng. Mọi người ơi, cứu này, chắc là cô mình ngất à. Cây. Giỡn xíu. Cái. Giỡn xíu cái thôi. Gì cơ? Giỡn xíu. Cái gì? Giỡn xíu, em giỡn xíu. Nãy giờ là kiểu chọc quê nhau thế. Chọc chứ ơi, trời chào hỏi. Mọi người có ai quan tâm mình không cái gì? Cái gì vậy mà nói kìa. Tìm mi tới. Trời ơi, đi làm nãy giờ đi vô mình. Hello Tìm mi nha. Tôi bận lắm. Mệt quá. Ủa sao vậy? Không gì đâu, hôm nay tôi gọi là kiểu tôi đứng ở đây tôi đón mọi người nè. Mà bà nhìn đi, bây giờ 11 giờ trưa mà nắng chang chang vô đầu tôi, cho nên là hôm nay chắc tôi trúng gió rồi, tôi bị nắng chiếu vô nhức đầu á. Trời nè, trời đang nắng quá trời nắng luôn rồi mà thời tiết Sài Gòn với Hà Nội hiện tại đang nắng chắc lắm đó nha. Thôi ông cầu tranh thủ đi mua thuốc của tôi nha. Chứ tôi không có mua giùm ông đâu. Bà không quan tâm đâu luôn. Không thì bây giờ ông ho thì ông tự uống thuốc với tôi hôm nay ông ấy ủ. Ho lại bệnh nữa đó, ông né tôi ra nhà nhà. Lay đó coi. Mà bây giờ tôi bận rồi, quên nó chọn vô phải điểm danh với lại nộp đóng tiền thuê nhà cho dịch. Xong rồi mới vô cắt bà ly đi chơi được. Ông đợi tôi chút nha. Không nằm nó luôn đi đâu, phải chuyện của tôi đâu, trời nó xỉu luôn rồi, trời kệ đi, trời đất ơi. Trời ơi là trời. Cái gì vậy trời? Bả không quan tâm tôi luôn, trời ơi, cái gì vậy trời? Trời ơi, hồi xưa giờ chưa bao giờ gặp ai vậy luôn á. Trời ơi là trời, thiệt tình. Ôi trời, mình cho anh Timmy thì thất bại rồi các bạn ơi. Thôi kệ đi, đợi mấy thành viên khác tới rồi mình cho tiếp. Trời ơi, cay. Á chà chà. Mình thấy ai tới rồi kìa các bạn ơi. Trưởng team tới. Được. Bên này là anh Dịch nè, mình phải gọi là cho anh một cú gọi là thật là hoành tráng luôn nè. Ủa anh Dịch ơi. Ê trời, đưa đi đến đây mà cãi mà rớt luôn. Đâu được. Trời. Anh ơi, nhà ở đây nè anh ơi. Nhà đây nè. Ủa, cái ông. Ủa em tới hồi nào vậy? Trời em tới lâu lắm rồi, nơi hồi nãy giờ em đứng ở đây em đợi mọi người nè, trời bây giờ tới rồi nè. Quá, thật dữ. Thôi đi vô thôi. Gì anh? Ủa sao bị gì cái con? Bị gì ạ? Đâu có gì đâu anh. Trời, bình thường, tại vì hồi sáng giờ em đứng ở ngoài nắng đây nè, em đón mọi người á, cho nên là bây giờ em chắc là em bị trúng gió rồi, với lại là bị giờ trời nó khùng nắng quá. Khùng quá mày. Cái cổng nó có hai bên, mình cúi xuống mình nhìn coi, một bên nắng một bên mát, mà không đứng bên mát mày phơi nắng chi mày rảnh á. Mệt quá. Ê, sao nó ngất ra đây đâu luôn rồi? Tài Trong ơi! Cái dòng! Nó bị sao luôn? Nó ngất ra rồi!
trong tình huống khẩn cấp này thì chúng ta phải liên lạc để gọi cấp cứu. Alo, alo. Trời, gọi cấp cứu làm gì anh ơi? Trời, gọi cấp cứu làm gì? Nãy giờ em giỡn anh ơi. Trời ơi, vậy mà cũng bị lừa đó. Trời ơi trời, hồi nãy giờ ai cũng bị lừa mà trời, nhìn cái mặt rồi, nhìn cái mặt trưởng team vậy mà cũng bị, trời ơi, thằng nhỏ này nó lừa đó. Trời ơi. Tính ra là chuồng hả? À, trời ơi, nhìn cái mặt rồi, nhìn cái mặt rồi. Em chuồng anh luôn hả? À hả? Em chuồng anh luôn, thiệt vậy luôn. À thì nãy giờ em giỡn mà, giỡn tí, trời làm gì căng. Tới cái khúc mệt buồn cười chưa? À, mắc cười mà, à, mắc cười mà. Đã lưỡi vô nách cái cho cười cái. À, gì chết chứ, đang bắt cười mà, gì hả anh trời. Mày biết là trời ơi, tao bao nhiêu việc thời gian tao cần làm bây giờ mày thấy không, mày tí đấy giờ. Thả bây giờ mày để tao vô đi, rồi tao đi vô trong mày, tao giải quyết bao nhiêu thứ công việc bên trong, bao nhiêu mọi người đang đợi tao. Bây giờ mày tự mình bày trò, mày chôn đấy mày biết không. Từ nãy giờ tao không vô được, bây giờ mọi người đứng ngoài mọi người chờ. Bây giờ bao nhiêu công việc hỏng, bây giờ mình làm hỏng không được ảnh hưởng đến người khác đó. Hành động của mấy em là cực kỳ ích kỷ, mang tính cá nhân, vô nhân đạo, vô nhân hóa, xúc động chẳng hạn. Mày giỡn xíu mình trời căng quá vậy. Trời ơi mấy bạn ơi, trời mình giỡn xíu mình dịch căng quá. Trời anh dịch, trời ơi anh dịch. Anh tin em khóc không? Anh tin em khóc cho anh coi không? Trời ơi.